tiếp tục series đuổi bắt trốn tìm khắp tỉnh bằng căn phòng bí mật. Thì hôm nay tôi sẽ làm căn phòng bí mật Trường Nghĩ Ra. Hôm nay chúng tôi sẽ truy lùng anh Dưỡng, nhưng mà không phải đi chung với nhau, mà tôi và anh Côn sẽ là đối thủ của nhau. Anh Côn chắc chắn sẽ thua em chắc chắn sẽ là người giành được 10 triệu đồng. Thử thách lần này sẽ có hai thám tử đi tìm cùng lúc nhá. Anh Dưỡng ơi, hôm nay anh em mình làm căn phòng bí mật gì? Anh Trường Nghĩ Ra. Trường Nghĩ Ra. Trước mắt là cứ chạy bằng ô tô đã. Đến đâu rồi đến? Tính sau. Bây giờ phải tìm chỗ nào kín, làm căn phòng bí mật để hai thám tử không thể nào phát hiện ra, thế mới hay. Phải làm sao mà giành được 10 triệu mà em thấy anh trang bị nhiều đồ đạc thế này là anh sẽ là người giành được 10 triệu. Em được 10 triệu. Anh, em, anh. Thôi không nói nhiều, bây giờ tôi và anh Côn sẽ thi đấu với nhau, truy lùng anh Dưỡng luôn. Thôi let's go. Let's go. Tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm chỗ làm căn phòng bí mật, nhưng mà những chỗ đấy đều không ưng ý, tôi đều không thích. Cuối cùng tôi đã quyết định làm căn phòng bí mật trong tủ quần áo. Thử thách này siêu khó luôn vì không có gợi ý và tôi phải đối đầu với Sán Tiền Xu để xem ai là người bắt thằng Dữ nhanh hơn. Nếu mà cảm thấy khó khăn quá thì tôi có thể dùng tiền để mua gợi ý. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm bắt Dưỡng luôn các bạn ơi. Ma chơi lần này thì vẫn là quanh tỉnh và không có gợi ý, nhưng mà tôi vẫn có thể bỏ ra 1 triệu để mua gợi ý nếu cảm thấy khó khăn. Bây giờ thì tôi sẽ về cửa hàng để xem có manh mối gì trước không nhá. Và hôm nay tôi sẽ làm căn phòng bí mật trong tủ quần áo. Rất nhiều bạn đã comment góp ý với tôi là anh ơi làm căn phòng bí mật trong tủ quần áo đi thì thám tử sẽ không thể nào tìm thấy tôi. Thì hôm nay tôi lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, làm căn phòng bí mật trong tủ quần áo luôn. Vậy là tôi đã đến ngôi trường mà trước cậu Dưỡng thi trượt nhá. Thì cậu Dưỡng rất là thích ngôi trường này, và ngôi trường này rất là rộng luôn, rất là nhiều chỗ thích hợp để cho cậu Dưỡng làm căn phòng bí mật ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm một vòng các bạn ơi. Sau khi về tới công ty thì tôi có hỏi tất cả mọi người xem là có biết anh Dưỡng ở đâu không, nhưng mà không ai biết cả. Tôi cũng đi tìm từ trên xuống dưới nhưng mà vẫn không thấy manh mối gì của anh Dưỡng. Không biết các thám tử giờ đấy đang ở đâu. Bây giờ mình phải nhanh nhanh trốn trong tủ quần áo, không thì thám tử đến thì bắt được tôi. Lấy không. Trốn như này thì thám tử bắt được ngay, không trốn như này được. Bây giờ tôi sẽ bỏ hết quần áo ra. Ở đây có mấy cái trụ tam giác rất là to này, liệu cậu Dưỡng có làm căn phòng bí mật ở trong đây không các bạn ơi? Không có. Tiếp tục di chuyển. Chữ A này rộng và đẹp thế này, thích hợp mới làm căn phòng bí mật. Thế mà cậu Dưỡng không làm ở trong đây thì bây giờ tôi sẽ đi tìm chỗ khác. Vậy là ở cửa hàng không có, bây giờ tôi sẽ di chuyển ra một vài địa điểm vắng như là ở cánh đồng xem anh Dưỡng có trốn ở đấy không nhá. Ở đây có cái dàn cây rất là to lớn này, liệu cậu Dưỡng có làm căn phòng bí mật lần thứ hai trên cây ở đây không? Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm kiếm nhá. Không có rồi. Tiếp tục di chuyển ra chỗ khác thôi. Tôi sẽ khoan một cái lỗ ở đây, chui sang căn phòng bí mật. Tôi phát hiện ra trong cái tủ quần áo rỗng, trong này có căn phòng bí mật sao ấy. Bây giờ tôi sẽ cưa đấy ra. Vậy là tôi đã ra tới đồng. Ở ngoài đồng này vừa vắng nhà lại vừa vắng người, rất là thích hợp để chế tạo một căn phòng bí mật. Nhưng mà đấy là suy nghĩ của tôi, còn anh Dưỡng nghĩ như thế nào thì vẫn phải đi tìm ở quanh đồng này mới biết được anh Dưỡng có ở đây không. Thì ở đây tôi thấy có mấy cái chòi, bây giờ sẽ ra mấy cái chòi đấy để tìm nhá. Bụi cây này rất là rộng mà không biết có cậu Dưỡng trốn ở trong đây rồi. Không có rồi. Đây có một cái bể hầm nước này các bạn ơi. Dưỡng có ở đây không? Không có luôn. Nếu mà cậu Dưỡng có, đây là nước phải động đậy rồi, nhưng mà không có. Thì tôi đã tìm hết cái khu trường này rồi, không thấy có cậu Dưỡng. Thì giờ phút này không biết Sáng đã tìm được ở những đâu, không biết Sáng có manh mối gì chưa nhỉ. Thì bây giờ tôi sẽ phải thật là nhanh chóng để tiết kiệm thời gian để có nhiều cơ hội tìm được cậu Dưỡng hơn nhá. Các bạn đi theo tôi thôi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành làm căn phòng bí mật trong tủ quần áo. Mọi người nếu mà thấy hay, mọi người like, subscribe, đăng ký kênh, chúc kênh lên 10 triệu sắp nhá. 1 2 3. Ở đây có cái nhà kho rất thích hợp để làm một căn phòng bí mật này, không biết cậu Dưỡng có trong đây không. Bây giờ tôi sẽ vào tìm nhá. Không có rồi. Đây thì khóa cửa. Đây cũng khóa cửa luôn. Không có rồi. Thì bây giờ tôi tiếp tục di chuyển nhá. Ở giữa đồng có một căn nhà hoang, tôi thử ra đây xem có anh Dưỡng trốn ở đây không. Có khi nào anh Dưỡng lại chế tạo căn phòng bí mật ở trong nhà hoang nữa không? Dưỡng ơi. Ồ không có ai rồi. Có một con thằn lằn hay con thạch thùng gì thôi, không có ai ở đây rồi. Vậy là tôi đã tạo được lối vào cho căn phòng bí mật trong tủ quần áo. Cùng với tôi vào đây khám phá căn phòng bí mật nào. Wow, đây là bên trong căn phòng bí mật trong tủ quần áo nhá. Ôi này em ơi, dọn dẹp nhanh không ơi. Sẽ thám tử về bắt được em ơi. Tạo lối vào xong rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành cho các đồ nội thất vào trong căn phòng bí mật và sau đó là ngụy trang cái tủ quần áo này nhá. Nhanh không các thám tử về sẽ bắt được tôi. Ở cái nhà hoang này không có rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển ra một cái chòi. Lúc nãy tôi nhìn thấy một cái chòi ở phía khá là xa. Dò ra cái chòi đấy xem là anh Dưỡng có trốn ở đấy không. Vậy là tôi đã di chuyển và tìm kiếm hết ở khu trường này rồi thì không có cậu Dưỡng ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ di chuyển sang địa điểm khác. Việc đầu tiên cần làm đó là thắp sáng cho căn phòng bí mật. Tiếp theo sẽ là bộ máy tính. Thời buổi hiện đại 5.0 mà không có máy tính để dùng thì rất là chán. Vì vậy là lúc nào tôi cũng đem theo bộ máy tính để giải trí. Thỉnh thoảng chơi game thì làm việc bằng máy tính luôn. Căn phòng bí mật trong tủ quần áo thì nó hơi chật, nó chỉ bé đúng bằng cái tủ quần áo, dây kết nối và chuột máy tính. Những lần trước là chúng tôi sai lầm các bạn ạ, toàn đi
đi tìm ở những cái ngôi chùa to thì các bạn biết tính của thằng Dướng rồi đấy, rất là ngại chỗ đông người mới nơi công cộng. Thì bây giờ tôi sẽ đổi hướng là đi tìm những cái ngôi chùa nào nó nhỏ và ít nổi tiếng hơn nhá, xem có cậu Dướng trốn ở trong đấy không các bạn ơi. Quên mất không trải thảm sàn. Thảm sàn đấy mày, lấy trải lên từng cái một. Vậy là tôi đã kết nối xong bộ máy tính. Bộ máy tính đang lên rồi. Có cái bộ máy tính để giải trí thì tôi có để ở trong tủ quần áo cả một tháng luôn. Anh Côn mới sáng sẽ không để nó bắt được tôi. Ngoài kia thì lắng lôi bụi trần nhưng mà vào đến trong đây mát thật, vừa mát vừa thanh tịnh. Thì ở đây cũng có rất là nhiều nơi để đi. Thì bây giờ tôi sẽ đi một vòng để tìm kiếm cậu Dướng, xem cậu Dướng có quanh quẩn ở đây không nhá. Đây chính là cái chòi mà tôi bảo, nhưng mà chòi này ở sát nhà dân rồi, với cả ở trong đất nhà dân thì khả năng là anh Dướng không trốn ở trong này đâu. Chuẩn rồi, không có anh Dướng ở trong này. Vậy là tôi đã tìm hết cái cánh đồng này nhưng mà vẫn không thấy anh Dướng. Ở một cái tỉnh thành rộng lớn như này mà lại không có gợi ý gì để tìm thấy anh Dương thực sự rất là khó khăn. Bây giờ thì tôi sẽ di chuyển ra một cái đảo hoang, nơi mà tôi đã từng sinh tồn, để xem anh Dương có đang lẩn trốn ở đấy không nhá. Đi thôi. Ở trong kia có bụi cây các bạn ạ. Giờ tôi vào đấy xem cậu Dương cậu có quanh quẩn ở đấy không nhá các bạn. Cảnh này các bạn ơi, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp mê ly luôn. Đằng sau cái ngôi chùa này có nguyên cả một quả đồi, quả núi ở đây rất là to, rất là hùng vĩ này. Giờ tôi sẽ lên trên đấy tìm xem có cậu Dương ở trên đấy không nhá. Tiếp theo sẽ là đồ ăn thức uống. Quên mất chưa nói cho mọi người biết, từ giờ đến cuối ngày ai bắt được tôi trước thì sẽ nhận được giải thưởng 10 triệu đồng từ Phương Công Dưỡng nhá. Không biết là thám tử Côn hay thám tử Sáng bắt được tôi trước đây, hoặc là không thám tử nào bắt được vì tôi trốn quá kỹ luôn. Nhiều đồ ăn quá, sắp kín cái căn phòng bí mật của tôi rồi. Ua, vẫn còn luôn. Nhiều nước ngọt thế, cho nên uống sỏi thận luôn à. Vậy là đã đến đảo hoang, không biết là anh Dưỡng có trốn ở trên cái đảo này không nữa. Phía bên kia chính là đảo hoang, nơi mà tôi đã từng sinh tồn. Sông ở đây rất sâu, nước chảy rất là xiết. Tôi thì lại đi một mình cho nên là không dám bơi sang bên đấy để tìm xem có anh Dưỡng bên đấy không. Không có con thuyền nào đi qua đây để tôi thuê thuyền chở tôi sang bên đấy tìm anh Dưỡng nhỉ. Ở đây có bụi rất là rậm, giờ tôi phải kiểm tra. Bụi rậm thật nhưng mà không có ạ. Tiếp tục di chuyển thôi. Vậy là tôi đã lên đến đỉnh đây rồi thì cũng không thấy hình dáng và bóng dáng của cậu Dưỡng đâu sắt. Thì bây giờ tôi sẽ nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm khác tìm kiếm. Nha. Ui dồi ôi, cả một căn phòng bí mật thế này toàn đồ ăn nước uống thôi. Cái gì đấy? Nhà vệ sinh anh ơi. Đây còn nhà vệ sinh luôn. Vừa không, từ từ anh bỏ mấy cái chai này ra đã. Đó là vừa mấy cái chai này. Đây còn thêm một cái nhà vệ sinh nữa, không biết để đâu. Hết sạch chỗ rồi. Cả lăng nhà vệ sinh để về đằng đầu rồi đi. Ở đây chờ một lúc xem có thuyền nào đi qua không nhá. Nếu mà có máy bay không người lái ở đây thì tôi đỡ tốn thời gian rồi, chỉ cần bay sang bên kia phát là biết anh Dưỡng có trốn ở đấy không. Nhưng mà lần này tôi lại không mang rồi. Ở Yên Phong này thì có công viên này rất là rộng lớn, rất là tùm luôn. Thì bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra một vòng xem có cậu Dướng trốn ở đây không nhá. Ở công viên này cũng rất là rộng và tôi đã tìm kiếm hết rồi, cũng không thấy hình ảnh và bóng dáng của cậu Dướng ở đâu. Tức là ở đây cũng không có rồi. Ở bên kia có rất là nhiều căn nhà nhỏ nhỏ kìa. Liệu cậu Dướng có trà trộn ở bên đấy không? Thì bây giờ tôi sẽ sang bên đấy tìm kiếm nhá. Không biết căn phòng bí mật của mình còn thiếu gì nữa không? Vali tiền anh ơi. Thiếu gì? Vali tiền. Vali tiền à? Ok, vali tiền để đây. Ui dồi ôi, chật luôn căn phòng bí mật rồi. Toàn đồ ăn thôi. Căn phòng bí mật của tôi bừa bộn quá. Đồ ăn chất thành núi luôn. Tôi đã chờ ở đây được 15 phút rồi nhưng mà không có con thuyền nào đi qua cả. Thôi, tôi bỏ qua cái đảo này nhá, đi tìm một chỗ khác. Nếu mà anh Dưỡng đang trốn ở trên đảo này, ok, anh là người chiến thắng. Thôi, đi tìm địa điểm khác thôi. Ở cái dọc này có rất nhiều căn nhà nhỏ các bạn ơi. Liệu Dưỡng có làm một căn phòng nhỏ để trà trộn vào đây không? Thì bây giờ tôi sẽ vào đấy tôi kiểm tra. Ở đây cũng không có luôn. Thì tôi đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm các địa điểm rồi nhưng mà không hề có tí manh mối nào. Thì bây giờ chắc tôi phải hy sinh 1 triệu đồng để tôi mua gợi ý rồi. Giờ tôi sẽ nhắn tin cho cậu Dướng xem cậu Dướng gợi ý gì cho tôi để tôi đi tìm tiếp nha. Tôi đã đi hết tất cả các địa điểm mà tôi có thể nghĩ ra rằng là anh Dướng đang lẩn trốn ở đấy nhưng mà vẫn không tìm thấy anh Dướng. Bây giờ không biết là đi tìm ở đâu tiếp theo đây. Thì bây giờ nếu mà xin gợi ý thì tôi cảm thấy nó vẫn chung chung, như là loại bỏ 1-2 huyện, 1-2 thị xã thì vẫn như thế, vẫn rất là khó tìm. Cho nên là tôi đã quyết định sẽ không xin gợi ý nhá. Được ăn cả ngã về không. Một là lấy 10 triệu, hai là không được gì. Vậy là thám tử Côn xin gợi ý. Thì bây giờ sẽ là gợi ý dành cho thám tử Côn. Em không ở ngoài đường, loại ngoài đường nhá. Em không ở ngoài đường, ok. Mỗi một gợi ý vẫn tương ứng với 1 triệu đồng. Vì vậy anh Côn nếu mà bắt được tôi thì anh Côn cũng chỉ còn 9 triệu đồng thôi. Ok nhá. Vậy là cậu Dướng đã gửi gợi ý em không ở ngoài đường. Vậy là tôi đã mất 1 triệu đồng cho một cái gợi ý rất là chung chung. Không ở ngoài đường thì vẫn còn rất nhiều nơi để trốn. Thì bây giờ tôi sẽ vẫn không lãng trí nhá. Bây giờ tôi sẽ về nơi nào thân thuộc nhất, về công ty. Đang ngồi nghỉ ngơi thì tôi chợt nhớ ra ngày hôm qua anh Dưỡng có khen cảnh ở bờ sông bên thị xã Thuận Thành rất là đẹp. Hôm nào phải sang đấy làm clip. Cho nên bây giờ tôi sẽ sang đấy để tìm xem có anh Dưỡng ở đấy không nhá. Không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Let's go. Bây giờ tôi sẽ ngụy trang cho căn phòng bí mật của tôi để không ai có thể phát hiện ra căn phòng bí mật của tôi nhá. Đầu tiên là đậy cái cánh cửa lối ra vào. Ta-da-n. Như mới luôn. Tiếp theo tôi sẽ treo quần áo lên. Đấy, treo cho mày không ai để ý luôn. Ngụy trang
cái này quá kín luôn, giống như một tủ quần áo thông thường ấy đấy. Bên này cũng thế, bên này cũng thế. Không ai nghĩ rằng là bên trong tủ quần áo lại có căn phòng bí mật. Tôi trốn trong đấy đâu. Thử thách này nhất định tôi sẽ chiến thắng. Yeah. Vậy là tôi đã về đến công ty. Bây giờ tôi sẽ vào hỏi qua xem cậu Dướng có ra đây và làm căn phòng bí mật ở công ty này không nhá. Vậy là tôi đã ra tới bờ sông. Hình như là tôi tìm thấy anh Dướng rồi. Đây rồi, bắt được anh Dưỡng rồi, anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng ơi. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ thì tôi sẽ đi tìm xung quanh đây xem là có anh Dưỡng ở đây không nhá. Đang chuẩn bị vào hè rồi, nên thời tiết rất là nóng. Bên trong căn phòng bí mật của tôi cũng khá là nóng. Mà chật rồi, không mang được quạt vào nữa. Lần sau tôi sẽ cố gắng thiết kế một cái quạt và một cái điều hòa trong căn phòng bí mật để cho nó mát. Bờ sông có rất là nhiều người đến đây câu cá này. Bây giờ thì đi tìm anh Dưỡng xem anh Dưỡng có trốn ở dưới mấy cái nhà bè này không nhá. Anh Dưỡng ơi, dưới này không có rồi. Đứng ở đây nhìn thì tôi thấy từ đây trải dọc ra tít bờ sông phía bên kia cũng không thấy có anh Dưỡng rồi. Bây giờ sang phía bên này xem anh Dưỡng có ở bên đấy không. Chỗ này thì có một cái túp lều, nhưng mà mỗi tội trùng không, không có anh Dưỡng ở đấy. Quang ơi, dạ. Từ sáng có thấy anh Dưỡng ra đây không? Không có đâu anh ạ. Lúc sáng, tật sáng cũng có đây, nó tìm, nó check cam, nó lên trần, nó tìm hết rồi. Không có, nó lại đi rồi. Trốn tìm đuổi bắt khắp đỉnh như là mò kim đáy bể. Thật sự là thử thách siêu khó luôn. Nói chung là tôi đặt ra thử thách này là tôi cũng biết là rất là khó, nhưng mà tôi vẫn đặt ra. Bụi chuối ở bên kia toàn đường đất rồi, không ra được mọi người ạ. Khả năng là anh Dưỡng không có ở cái bờ sông này rồi. View ở đây đẹp ghê, ra đây cắm trại thì tuyệt vời, nhưng mà cái đấy không quan trọng. Quan trọng là vẫn phải tìm thấy anh Dưỡng để lấy phần thưởng. Thôi, tiếp tục di chuyển về nhà nhá. Không có à? Giờ Dưỡng nó lại trốn ở đâu nhỉ? Ôi Côn. À, anh chào em nhá. Anh đi lâu rồi, anh chưa tìm được ảnh nhá. Ok. Anh tìm anh Dưỡng hả anh? Ừ, anh đang đi tìm anh Dưỡng mà tìm từ sáng thì không có manh mối gì ở đâu chắc. Em nghĩ là anh Dưỡng nghỉ trốn ở quê, tại vì mấy huyện khác thì anh không bao giờ trốn ở huyện khác rồi. Anh nghĩ trốn ở quê hoặc ở nhà thôi. Các bạn ơi, khả năng em lại phân tích đúng. Thì bây giờ tôi sẽ về huyện bên cạnh tìm trước, rồi tôi sẽ về huyện tôi tìm sau nhá. Đi thôi. Đường về quê thì có đi qua chùa Bút Tháp. Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh chùa để xem có ô tô của anh Dưỡng ở đây không nhá. Nếu mà không có thì tôi tiếp tục trở về, còn nếu thấy ô tô của anh Dưỡng thì tôi sẽ vào tìm. Ở đây có rất là nhiều ô tô nhưng mà không thấy có ô tô anh Dưỡng rồi, khả năng là anh Dưỡng không ở đây rồi. Thôi bây giờ tôi tiếp tục di chuyển để trở về nhà nhá. Bây giờ tôi sẽ nằm xuống chỗ đỡ mỏi. Chật quá, giờ phải cho chân đến máy tính này. Căn bản là tôi để nhiều đồ ăn quá, làm căn phòng bị chật. Không biết giờ này các thám tử đang ở đâu nữa. Đuổi bắt trốn tìm khắp tỉnh. Tôi lại làm im ở đây thế này thì các thám tử làm sao mà bắt được. Vậy là tôi đã đến Gia Bình. Thì cái sân bóng đây là Dưỡng hay sinh hoạt ở đây nè. Nhưng mà hôm nay rất là nhiều các bạn trẻ đang đá ở đây. Với tính cách của Dưỡng là ngại chỗ đông người thì chắc là Dưỡng sẽ không trốn ở đây đâu. À, tôi nhớ ra rồi. Năm ngoái Dưỡng có tậu được một miếng đất ở ngay đây. Liệu Dưỡng có làm căn phòng bí mật ở đấy không? Thì bây giờ tôi sẽ ra đấy tìm. Đi thôi. Về tới nhà rồi. Như vừa tiếng xe máy ở sáng đi xu về thôi. Không biết anh Dưỡng có ở đây không? Để xem có ai ở nhà không, tôi hỏi xem nào. Tiếng sáng đi xu. Đây rồi, có mẹ anh Dưỡng đây rồi. Bác Luyến ơi, thấy anh Dưỡng đâu không bác? Không. Không có thật, bác nói thật đi, anh Dưỡng ở đâu, con chia một lửa phần thưởng cho. Không có, tôi nói thật mà. Một lửa phần thưởng là 5 triệu đấy. 5 triệu có tiền có nhưng mà không có chứ. Không có thật á? Bác Luyến là một người rất là thích tiền mà lại chê tiền à? Thế khả năng là không có ở đây thật rồi. Vẫn phải đi tìm thử xem nào. Không biết là anh Dưỡng có chế tạo mấy căn phòng bí mật ở trên lóc này không? Trên cái con tum này mà không có à? Tép đang xem TV. Tép ơi, có thấy chú Dưỡng đâu không? Không biết. Thế khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây rồi. Cứ thử lên tầng tìm xem nào. Trốn ở đâu được nhỉ? Có trong tủ này không? Tài nhỉ, trốn đâu được nhỉ? Gầm giường không có. Trên lóc nhà này có không ta? Lóc nhà này tôi không dám trèo. Vậy là tôi đã đến địa điểm miếng đất mà năm ngoái cậu Dưỡng tậu được. Wow, sao kia giống căn phòng bí mật vậy? Liệu cậu Dưỡng có ở đấy không? Nhà thấy tắt điện tối lắm. Tắt điện tối này khả năng là không có rồi. Căn phòng sau máy giặt không có. Trong tủ quần áo này, tủ này cũng không có rồi. Gầm giường không có. Không có bất kỳ một manh mối nào của anh Dưỡng. Thế thì anh Dưỡng trốn ở đâu được nhỉ? Không tìm thấy anh Dưỡng rồi, bây giờ tôi thử đi ra ngoài ao để tìm xem có ở ngoài đấy không. Dưỡng ơi, mày chết. Wow, các bạn ơi, không phải căn hầm bí mật, đây chỉ là những cái bao cát thôi. Ồ, giờ tôi sẽ ra bên kia. Ồ, không phải à. Ôi, bên đây cũng thế, chỉ là những bao cát thôi. Ở bên kia giống căn phòng rất là to. Giờ tôi sẽ sang đấy tìm kiếm nhá. Ở ngoài ao này thì anh Dưỡng làm bao nhiêu clip ở ngoài này rồi. Khả năng là lần này anh Dưỡng lại không ở đây nữa rồi. May quá Sán Thiên Su đi rồi. Vừa nãy Sán Thiên Su kiểm tra tủ quần áo. May mà Sán Thiên Su không phát hiện ra tôi ở đây. Hôm nay tôi không đặt bẫy. Đặt bẫy sợ các thám tử tìm kỹ thì lại phát hiện ra tôi, nên hôm nay tôi không đặt bẫy. Tôi muốn chiến thắng nên lần này tôi không đặt bẫy. Làm căn hầm bí mật hình xe tăng à? Không phải, cũng chỉ là những bao cát thôi. Không phải căn hầm bí mật rồi các bạn ơi. Đây là mô hình thôi. Vậy là tôi đã tìm hết ở khu vực Gia Bình này cũng không thấy. Thì bây giờ tôi sẽ về quê hương tôi là quê hương Lương Tài tôi tìm kiếm nha. Đi thôi. Hy vọng là tìm thấy anh Dưỡng ở ngoài này chứ. Đi tìm rất là nhiều địa điểm rồi. Mấy anh vì đây, mấy anh cho em hỏi là anh Dưỡng có trốn ở đây không?
không mấy anh ơi? Hả? Không có, khả năng không có thì em vẫn phải vào tìm thôi. Mấy anh vịt đi ra cho em tìm. Anh Dưỡng ơi, không có rồi. Căn phòng trên này cũng dỡ luôn rồi này. Thế khả năng là anh Dưỡng không trốn ngoài này rồi. Tài nhỉ. Nếu mà anh Dưỡng không có ở ngoài ao, không có ở nhà, thế thì trốn đâu được nhỉ? Ngoài đồng thì tôi cũng đã tìm rồi. Lạ thế nhỉ. Lúc bé tôi cũng có ước mơ là có một cái căn phòng bí mật ở trong tủ quần áo. Không ngờ hôm nay là thành hiện thực. Có một căn phòng bí mật trong tủ quần áo luôn. Có máy tính giải trí luôn. Có đồ ăn đầy luôn. Có cả nhà vệ sinh nhá. Buồn vệ sinh cái là vệ sinh luôn. Đầy đủ tiện nghi trong căn phòng bí mật ở trong tủ quần áo. Không biết có bạn nào thích căn phòng bí mật không? Nếu mọi người đấy thích cái căn phòng bí mật ở trong tủ quần áo này, mọi người like subscribe để giúp kênh tôi lên 10 triệu sub nhá. Like subscribe đăng ký kênh nhá. Giúp kênh tôi lên Phương Dưỡng lên 10 triệu sub. Tôi đã đi tìm từ sáng đến bây giờ, người khá là mệt mỏi. Thì bây giờ tôi sẽ làm cốc nước để lấy năng lượng. Chúng tôi đi tìm tiếp nhá. Lúc trước tôi đã mất 1 triệu đồng để mua gợi ý, nhưng mà gợi ý đấy không giúp tôi được nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ ra thêm 1 triệu nữa để tôi mua manh mối tiếp theo nhá. Tài nhỉ, không biết là anh Dưỡng trốn ở đâu. Tất cả các địa điểm mà tôi có thể tìm thì tôi cũng đã tìm hết rồi, không thấy rồi. Ở nhà đây, ở ao đây cũng tìm rồi mà không thấy. À còn một địa điểm nữa, cái chỗ mà mấy anh em thường hay lướng gà rồi lướng cua, lướng tôm các thứ tôi vẫn chưa tìm. Đúng rồi, bây giờ thử ra đấy tìm nhá. Thám tử Côn xin gợi ý. Thì lần này tôi sẽ gợi ý cho thám tử Côn, đó là em chỉ ở huyện Nương Tài thôi. Vì em trốn rất là kỹ nên em chỉ loại hết tất cả các huyện, các thành phố khác. Em đang ở huyện Nương Tài, đố anh bắt được em. Vậy là anh Côn đã xin hai gợi ý tương ứng với chừng 2 triệu đồng ở phần thưởng nếu anh Côn bắt được tôi. Vậy là cậu Dưỡng đã gửi gợi ý thứ hai, em chỉ ở Nương Tài thôi. Thì lần này tôi đã bỏ 1 triệu ra mua gợi ý thật là xứng đáng. Thì bây giờ tôi sẽ về Nương Tài bắt cậu Dưỡng nhá, đi thôi. Đây chính là chỗ mà ngày trước mấy anh em hay lướng gà, nhưng mà tôi nhìn sơ qua cái cánh đồng với cả cái chỗ này thì khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây rồi. Không biết là anh Dưỡng đang lẩn trốn ở đâu nhỉ? Đi tìm khắp mọi nơi rồi, khắp mọi chỗ rồi mà vẫn không thấy. Tài thật, trốn gì kỹ thế, không có một manh mối gì. Tôi thì tiếc tiền, tôi muốn lấy nguyên cả một cục 10 triệu. Cho nên là tôi không muốn xin gợi ý luôn. Thì mình đã nói như thế rồi thì mình phải quyết tâm tới cùng. Một là lấy hẳn 10 triệu, hai là không lấy được đồng nào. À tôi nhớ ra rồi, ở quê vẫn còn một cái đảo hoang ngày xưa hay ra đấy quay. Thôi tiếp tục di chuyển ra đảo hoang nhá. Có bạn nào nhìn thấy lối vào căn phòng bí mật chưa? Ngụy trang cái lái thì làm sao mà thấy được phải không mọi người? Thì lần này tôi trốn rất là kỹ, khả năng tôi chiến thắng là gần như là rất lớn mọi người ạ. Bây giờ cứ nằm đây chờ chiến thắng thôi. Anh Côn mới sáng, không thể nào biết được tôi trốn ở trong tủ quần áo được. Kiểu không ngờ ấy. Căn phòng bí mật ở một mình cũng chán, ước mơ lại có thêm một bạn vào đây chơi cùng. Chưa ở một mình chán lắm, nói chuyện với cái máy quay với cả chơi game cũng chán. Nếu mà có thêm một bạn nữa ở đây thì tôi ở đây một năm. Dưỡng đã gợi ý chỉ trốn ở Lương Tài thì bây giờ tôi sẽ vào nhà tôi tìm trước nhá. Xem Dưỡng nó có trốn trong nhà không. Đi rồi, nhanh nhanh. Ngoài đây là không có rồi, giờ tôi sẽ vào trong nhà tìm. Không có luôn, tôi đã bỏ ra 2 triệu để mua gợi ý. Thì không biết giờ phút này sáng đã bỏ tiền ra mua gợi ý nào chưa. Không biết sáng đang ở đâu. Không biết sáng có biết là anh Dưỡng đang ở Lương Tài không các bạn ơi. Không có luôn. Có thể Dưỡng được không phải các bạn ạ. Có tủ lạnh không? Không có luôn. Ở dưới nhà này không có rồi, thì giờ tôi sẽ lên trên trần. Lên gầm giường, không có. Tủ quần áo này. Trong phòng này là không có rồi, thì bây giờ tôi sẽ lên mái này. Mái này thì các bạn nhớ không, Dưỡng cũng đã từng làm căn phòng bí mật trên đây rồi. Các bạn ơi, đã trèo được lên tầng nhá. Ở bên đây thì không có rồi, giờ tôi sẽ sang bên đây. Thì ở đây nó khá là tối thì các bạn không cảnh nhá. Ở ra đây thì nó sáng rồi nè. Đây là trước ở cái chỗ Dưỡng tắm nắng ở đây nè. Đây là bồn nước là Phong tắm ở đây. Giờ tôi sẽ phải trèo lên mái luôn, xem có cậu Dưỡng trốn ở đây không. Căn bản là Dưỡng gợi ý chỉ trốn ở Lương Tài không mà. Thì tôi sẽ phải tìm ký ở nhà một chút nhá. Xem có trong bồn nước này không. Bồn nước này không có rồi. Không có luôn. Ra đây thì bóng điện nó tới tối các bạn thông cảm nhá. Nhưng mà nếu mà Dưỡng mà trốn ở đây thì tôi sẽ phát hiện ra luôn. Cũng không có luôn. Ở nhà này thì không có rồi. Thì giờ tôi sẽ di chuyển ra ngoài ao. Vì ngoài ao là vừa rồi Dưỡng có làm căn phòng bí mật ở trên cây. Let's go. Vừa nãy anh Côn lục lọi khắp nhà luôn, lên cả trên tầng thượng luôn, nhưng mà không phát hiện ra tôi, may thật sự luôn. Nhưng mà phải công nhận là căn phòng bí mật của tôi là qua một cái tủ quần áo nên anh Côn không thể nào phát hiện ra thật, vì căn phòng của tôi quá kín luôn. Thật sự bây giờ rất là vui. Vừa nãy anh Côn đến thì nổi ra gà này, ra gà vẫn còn nổi này, nhưng mà bây giờ thì vui rồi, anh Côn đã đi rồi. Tỷ lệ chiến thắng tôi đã rất là cao rồi, cả sáng và cả anh Côn đã về đây tìm rồi, tức là sẽ không quay lại đây tìm nữa đâu. Thôi bây giờ tôi chỉ chờ cho đến cuối ngày là tôi sẽ giành chiến thắng thôi. Ra tới đảo hoang rồi, lên bắt anh Dưỡng thôi. Nhưng mà không biết anh Dưỡng có ở trên đảo hoang này không nữa. Bây giờ tôi thử đi đào bới ở xung quanh đây, biết đâu bất ngờ tìm thấy căn hầm bí mật của anh Dưỡng ở đây thì sao.
đi đào bới thôi. Đến giờ phút này Sán Esu vẫn chưa xin tôi một cái gợi ý nào. Trốn tìm đuổi bắt khắp tỉnh mà không xin gợi ý thì như là mò kim đấy bẻ. Sán Esu em quá tự tin rồi sáng ạ. Trẻ người non dạ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng không sao. Mỗi một lần thua là một kinh nghiệm được đúc kết. Đến năm 90 tuổi kiểu gì cũng có nhiều kinh nghiệm. Kiểu gì cũng bắt được anh nha sáng nhá. Các bạn đi bắt dứa cùng tôi nào. Xem có ở đây không? Ở đây thì khá là thoáng vì ban ngày trời rất là dễ nhìn. Nếu mà có là tôi sẽ phát hiện ra luôn các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong phòng. Không có luôn, phòng không thôi. Đây thì cũng rất là thông thoáng các bạn ạ. Ở trên cây cũng vậy, xem ở dưới mặt nước rồi các bạn ơi. Không có luôn, thì ở dưới ao này đã không có rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi vào nhà Vinh tiền nẻ nhá. Let's go, let's go. Muốn bắt được tôi phải trải qua một lớp cửa tủ này, một lớp quần áo này, lại còn một lớp cửa này nữa này. Nói chung là phải trải qua 3 lớp thì mới tìm được thấy Phương Hữu Dưỡng. Thật sự là thử thách này như mò kim đấy bà. Phương Hữu Dưỡng chắc chắn thắng rồi mọi người ạ. Khả năng là anh Dưỡng không có ở trên cái đảo này rồi. Tôi đã quần lát hết cái đảo này rồi, sới tung đảo lên nhưng mà vẫn không tìm thấy anh Dưỡng. Ở đây có một con thuyền này. Có khi nào anh Dưỡng chế tạo căn phòng bí mật ở trên thuyền không? Cứ thử kéo vào rồi lên thuyền tìm xem có không nhá. Anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng, anh Dưỡng không trốn ở trên thuyền này rồi. Ú, cũng không có luôn. Tôi đã đi tìm anh Dưỡng từ sáng tới bây giờ. Hiện tại thì trời cũng đang sắp sửa tối rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy anh Dưỡng ở đâu cả. Chưa có bất kỳ một manh mối nào của anh Dưỡng. Thì bây giờ khả năng là tôi phải bình tĩnh để suy xét lại xem là tôi có bỏ qua bất kỳ một manh mối nào không. Theo như tôi dự đoán thì tôi nghĩ là anh Dưỡng chắc chắn sẽ không chế tạo những căn phòng trùng lặp với những căn phòng đã làm rồi. Ví dụ như là đã làm những căn phòng ở trong tủ lạnh này, trong máy giặt thì anh Dưỡng đã làm rồi, chắc chắn anh Dưỡng sẽ không làm lại. Mà bây giờ anh Dưỡng sẽ làm những căn phòng mới, ví dụ như là ở bên dưới lòng đất này hoặc là ở trong tủ quần áo chẳng hạn. Thì khả năng là bây giờ tôi sẽ đi tìm những cái vị trí mà anh Dưỡng chưa từng làm nhá. Thực sự thử thách này đối với tôi quá khó khăn luôn. À, không biết là anh Côn đang tìm ở đâu rồi nhỉ? Anh Côn liệu có bỏ tiền ra để mua gợi ý không ra? Thôi kệ đi, tôi cứ đi tìm đại đi á. Vậy là tôi đã vào đến nhà Vinh tiền nẻ nha các bạn nè. Giờ tôi sẽ vào đây hỏi xem có Dưỡng trốn ở đây không nhá. Vâng anh Dưỡng có vào trong đây trốn không? Anh đi không ạ. Em ơi đừng có nói phét, thật không? Thật ư? Thôi các bạn ơi, tôi vẫn không tin lắm. Tôi vẫn là ở kia có cái bạt kìa, giống căn phòng bí mật kìa. Giờ tôi sẽ vào đây kiểm tra nhé các bạn nhé. Không phải đây là cái hòm, nhưng mà cái hòm tôi thấy nó giống nhá. Có khi nào chui vào trong đây không? Không có luôn các bạn ạ. Tìm hết nhà Vinh tiền nẻ rồi cũng không thấy có Dưỡng ở đây. Thì bây giờ chúng tôi sẽ ra thị trấn nha các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ ra để hít thở không khí trong lành cái. Ở trong này lâu hơi bí. Ra ngoài hít thở không khí trong lành cái. Nhưng mà phải bình tĩnh, không thì nhớ đâu có anh Côn đây. Ra ngoài được hít thở không khí trong lành sướng thật. Wow, thích quá. Sau một ngày dài tìm kiếm anh Dưỡng và không có bất kỳ một manh mối nào thì tôi cảm thấy mò kim ở dưới đáy biển còn dễ hơn là đi tìm anh Dưỡng. Khả năng bây giờ tôi sẽ quay trở lại thành phố để tìm anh Dưỡng thôi. Bởi vì là ở quê như thế này thì tôi đã tìm hết tất cả các vị trí rồi vẫn không thấy. Tôi vẫn nghĩ là anh Dưỡng đang trốn đâu đấy ở trong cửa hàng thôi. Bầu trời bây giờ đã đang bắt đầu tối om rồi, mặt trời sắp sửa lặn rồi kìa. Bây giờ tôi sẽ lên đường quay trở lại thành phố để tìm kiếm và bắt anh Dưỡng trước khi mà hết thời gian nhá. Let's go. Bây giờ cũng là gần tối rồi, không biết thám tử Sáng mới thám tử Côn đang ở đâu. Cứ mỗi khi có tiếng xe máy đi qua nhà tôi là tôi lại tưởng là anh Côn mới Sáng quay lại. Lúc ấy tìm cứ rình rình. Đang trên đường quay trở lại thành phố để tìm anh Dưỡng, trời thì đã tối nhưng mà tôi lại gặp ngay vận đen. Xe đã bị cán vào đinh. Đây cho mọi người xem luôn này. Xe tôi đã bị cán vào đinh nhá. Bây giờ thì bẹp rúm rồi, lốp hết hơi rồi. Thực sự rất là đen luôn. Ở quanh đây còn không cả có nhà dân, chứ không nói tới cái việc là có tiệm sửa xe. Không thể nào đi tìm anh Dưỡng được nữa rồi thì tôi xin phép bỏ cuộc nhá. Vậy là Sáng đã bỏ cuộc. Sáng lên chú thông báo là xe bị dính đinh nên bỏ cuộc, không đi đuổi nữa. Một cái kết thật lãng xẻ. Đúng là tuổi trẻ chưa xả sự đời, động tí là lản chí. Em quá kém luôn. Dính đinh thì vứt xe đấy, bắt xe taxi hay bắt xe gì đi đuổi bắt tiếp. Đấy mọi người không nên học Sáng nha, mọi người phải cố gắng nỗ lực nhá. Như tôi trốn đây này, cố gắng nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc nhá. Vậy là tôi đã tìm hết cái thị trấn này rồi, không thấy hình ảnh ở Dưỡng đâu xuất các bạn ạ. Thì đi kiếm từ sáng thật sự bây giờ là bụng đã đói nhem rồi. Nhưng mà nhất quyết tôi vẫn phải tìm bất kỳ được Dưỡng nhá. Thì bây giờ tôi sẽ về làng, tôi tìm ở đồng, ở nhà văn hóa các thứ. Rồi mọi người đi theo tôi. Không biết thám tử Côn giờ này đang ở đâu, nhưng mà tôi tin chắc rằng thám tử Côn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì thám tử Côn sẽ rất kiên trì cố gắng nỗ lực. Ở ngoài đồng tôi cũng đã tìm mấy địa điểm rồi. Thì cái địa điểm này là chỗ Dưỡng làm rất là nhiều clip lướng gà mới lướng cua Alaska bọc đất ở đây. Nhưng mà tôi ra đến đây thì cũng không có luôn các bạn ạ. Không biết giờ Dưỡng nó trốn ở đâu mở ký thế nhỉ các bạn nhỉ. Mở gợi ý rồi chỉ quanh nương tài thôi. Quanh nương tài thì chúng tôi cũng tìm rất là nhiều vị trí rồi,
Thì bây giờ tôi lại tiếp tục di chuyển đi tìm tiếp các bạn ơi. Sắp hết ngày rồi, sắp giành chiến thắng rồi. Yeah! Căn phòng bí mật trong tủ quần áo lại giành chiến thắng tiếp. Mọi người thử nhận xét xem là căn phòng bí mật ở sau tủ quần áo của tôi như này có đẹp không? Như tôi thấy là khá là ok, thích hơn cái căn phòng ở dưới nước. Căn phòng dưới nước đâu có mỗi một cái ô ngoi lên thở, không thoải mái bằng căn phòng này. Căn phòng này được vẫn được duỗi chân duỗi tay. Căn phòng bí mật ở trong tủ quần áo này tuyệt vời. Bây giờ bảo cho tôi trốn dưới nước nữa chắc tôi sợ chịu. Một ngày ngâm dưới nước tôi sợ đỉa nó chui chui vào những cái chỗ nhạy cảm. Vậy là tôi đã ra nhà văn hóa. Nhà văn hóa đây thì các em nhỏ đang đánh bóng rất là nhiều ở đây, nhưng mà không biết có giếng ở đây không thì bây giờ tôi sẽ đi tìm nhé các bạn nhé. Đây có mấy cái thùng rác này, có khi là giếng làm cái trong thùng rác phải không? Không có rồi các bạn ơi. Tiếp tục di chuyển sang bên kia. Đằng trước nhà văn hóa tôi đã tìm kiếm hết rồi, thì bây giờ tôi sẽ ra đằng sau. Đằng sau đây chỉ có mấy căn phòng vệ sinh ở đây thôi, không biết giếng có làm hầm trú ẩn trong đây không. Và đây không có đâu, không có luôn. Tiếp tục sang bên này còn một phòng nữa, cũng không hề có luôn. Ở khu nhà văn hóa này thì tôi cũng đã tìm kiếm hết tất cả mọi nơi rồi, không thấy giếng ở đâu hết. Thì bây giờ tôi sẽ ra vườn chuối ở bờ sông nơi giếng hay quay clip ở đấy nhá. Đi thôi. Sắp hết thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa thấy anh Côn quay lại. Tôi sắp thắng rồi mọi người ạ. Tôi sắp chiến thắng rồi. Căn phòng bí mật trong tủ quần áo sắp chiến thắng rồi. Yeah! Căn bản là anh Côn tìm một lần rồi chắc là anh Côn cũng không quay lại đâu. Bây giờ tôi chỉ đếm ngược thời gian để giành chiến thắng thôi. Yeah! Vậy là tôi đã ra được bụi chuối ở bờ sông đây các bạn ơi. Thì trời nó hơi tối các bạn thông cảm nhá. Ở đây thì rất là nhiều bụi rậm các bạn ơi. Không biết giếng có làm căn phòng bí ẩn ở đây không? Ở đây cũng không có luôn. Thử dịch lên bụi chuối đây xem có không. Không có luôn. Anh Dương ơi, anh Dương. Trời tối lắm rồi, hết ngày rồi. Anh giành chiến thắng rồi anh ơi. Thật mà. Ra anh ơi. Chiến thắng à? Đúng rồi anh ạ. Anh Dương thông báo hết giờ rồi. Vậy là đã mấy clip tôi đã thất bại không bắt được giếng rồi. Ở clip sau nhất định tôi sẽ cố gắng bắt được cậu giếng để nhận phần thưởng nhá các bạn nhá. Yeah! Căn phòng bí mật ở trong tủ quần áo lại giành chiến thắng tiếp. Nếu mọi người thích cái series căn phòng bí mật để trốn tìm như này, mọi người hãy like, subscribe giúp kênh tôi lên 10 triệu sub nhá. Like, subscribe đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn. Woohoo!